Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Thì trong thời gian offline mình đã có hoàn thiện một nửa cái căn cứ của chúng ta rồi. Đó, đây sẽ là cái căn cứ cho cái series Công viên Khủng long sau này luôn nha các bạn. Đó. Đây, mình cũng có xây một cái diện tích khá là rộng và rầu, xung quanh nó là gỗ bạch dương. Đó. Căn cứ này được xây bằng gỗ bạch dương nè, acacia và tấm kiến, tấm thủy tinh đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành xây một nửa còn lại trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn. Rồi, trước tiên để mình tạo mấy cái cây wall cái đã. Đây là những cây builder wall, công thức chế tạo thì rất là dễ luôn. Và đây là những cây iron wall thôi. Tập trước thì chúng ta đã có đi mine rất là nhiều rồi, nên mình cũng khá là thừa sắt. Bây giờ để mình lắp đất ở cái chỗ này cái đã. Chúng ta dùng cây wall để mà xây nó rất là nhanh luôn nha các bạn. Nó sẽ đỡ tốn công để chúng ta lắp từng cục từng cục. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, để mình lắp hết cái này luôn nè. Rồi, ngon. Đó, bây giờ mình sẽ lắp thêm một cái ô thứ ba nữa. Ồ, cái này nó đã mọc thành cái khối cỏ rồi, rất là nhanh luôn. Đó, xong xuôi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành xây dựng luôn cái tường nha các bạn. Ở đây thì cái tường nó sẽ cao 8 ô. Chúng ta sẽ tiếp tục xây lên 8 ô. Đó, 8 ô. Rồi, xuống dùng cái gây quan. Ở đây mình sẽ chỉnh cái chế độ là xây bằng cột. Đó, nó xây rất là đã luôn. Quá đơn giản luôn. Rồi, chúng ta sẽ đỡ tốn công hơn rất là nhiều luôn cả nhà các bạn. Mình lỡ xây quá một cột rồi nè. Để mình chặt ra cái đã. Trời ơi, không có vấn đề gì hết. Rồi, ây da, phải chồng lên một cục. Vậy mới được. Rồi, bây giờ mình sẽ xây thêm một cái tường cao thêm 4 ô nữa. Một ô nữa, rồi. Chúng ta sẽ tiến hành xây luôn nè. Đó, có cây quan, mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn nha các bạn. Ố, nó gãy rồi. Khi mấy cái này gãy các bạn cứ bấm chuột phải là được rồi. Rồi, quá đơn giản luôn. Chúng ta sẽ kéo ra một dải rất là dài, trừ 5 ô. Đó, ở đây mình sẽ trừ 5 ô nha. Rồi, để mà đặt mấy tấm gỗ bạch dương nè. Đó. Rồi, lại xây quá nữa rồi. Rồi, 5 ô, quá tuyệt vời luôn. Ở đây chắc mình sẽ tiến hành lắp thêm mấy cái ụ đất ở xung quanh quá. Rồi, mình sẽ lắp đất luôn nha các bạn. Lắp một dải đất trước đã. Đó, như vậy là được rồi. Rồi, dùng cái quan chỉnh chế độ và kéo thiệt là nhanh luôn. Đó, 5 ô bằng đất luôn nè. Ồ, bên đây nó chưa nó chưa được. Tại vì nó đã biến thành mấy cái khối cỏ rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Rồi, mình qua bên đây xem thử nha các bạn. Ồ, ở đây nó có một cái bức tường dày 2 ô. Ok, mình sẽ mở rộng thêm cái bức tường này ra. Bức tường của mình chỉ mới dày có 1 ô thôi. Chúng ta sẽ tiến hành mở rộng đó nha các bạn. Và để ủng hộ mình làm tiếp series này, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ chia sẻ thật là mạnh nha. Ok. Ồ, mình đang thiếu gỗ bạch dương hả? Không sao cả. Chúng ta sẽ tiến hành ping xây nó. Ồ, thiếu gỗ thật rồi. Đó, gỗ bạch dương thì mình trong lúc apply chặt rất là nhiều luôn. Tại vì xây một cái nhà thì nó không đủ lượng gỗ đó các bạn. Đó, mình phải trừ ra cái tập hôm nay. Ok. Tập hôm nay chúng ta sẽ chỉ xây dựng căn cứ thôi, một nửa căn cứ còn lại. Và chắc một tí thì mình sẽ tua nhanh nha các bạn. Các bạn có gì thông cảm cho mình nha. Đó. Rồi. Đây. Mình có rất là nhiều gỗ bạch dương luôn. Đó. Tha hồ mà xây dựng. Rồi. Chúng ta sẽ lắp cái này lại đi, cho cái gây quan nó sẽ đi đúng với cái kế hoạch cái đã. Ây da, sao bấm mà nó không ăn vậy? Ok. Rồi, một xíu nữa thôi. Đó. Quá tuyệt vời rồi. Đó. Nó đã dày thêm được 2 ô rồi.
Ở đây mình sẽ kéo mấy cái tấm boss slab này ra ngoài này. Rồi. Cắt ra thêm 10 ô nữa hả? Ok. Có gì thì các bạn chịu khó theo dõi video tua nhanh của anh nha. Ở đây thì mình chỉ lồng nhạc thôi, chứ mấy video xây dựng này mình khó có thể ngồi để mình bình luận được. Ok.
Changes.
Hay, cuối cùng sau gần 1 tiếng rưỡi thì mình cũng đã hoàn thành xong cái ngôi nhà rồi nha các bạn. Rồi, thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tham quan thử xem nó có gì nào. Quá là mệt mỏi của ngày hôm nay rồi. Ok, chúng ta bắt đầu tham quan thôi. Các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Làm hoàn toàn bằng gỗ bạch dương, acacia và kính. Mình có trang trí thêm mấy cái lá nữa nè. Và ở đây thì mình có xây một cái khuôn viên, nó rộng ra thêm 10 block nữa để mà nó kháng quái cho nó an toàn hơn một tí á. Sau này nếu mà có kinh phí chúng ta sẽ tiến hành đầu tư xây hàng rào. Chứ bây giờ là mình đã hết kinh phí rồi đó. Ok, đốt thì mình cũng đã cắm đầy đủ hết rồi, nó cũng khá là an toàn thôi. Quá tuyệt vời luôn. Rồi. Chúng ta tiến hành chảy cỏ một chút đã. Cỏ mọc rất là nhiều luôn. Đây à, chỗ này còn miếng cỏ nữa nè. Vứt nó ra. Rồi, tiến hành tham quan ngôi nhà thôi nha các bạn. Đây là cái cổng vào cái nhà mình nè, cái đường vào nhà chứ. Dẫn qua bên đây chúng ta sẽ có thêm một cái phòng, và bên kia cũng có một cái phòng y chang. Đại khái là nó sẽ tương tự như vậy. Chúng ta có thể nhìn ra ngoài được nè. Tầng 1 rất là tiện lợi luôn. Rồi, bên tầng bên kia thì cũng vậy thôi. Rồi, bước từ cửa chính vào chúng ta sẽ thấy được hai cái cầu thang để mà dẫn lên tầng 2 nha các bạn. Và bên ngoài nó cũng có hai cái cầu thang tương tự vậy luôn. Chúng ta có thể đi được hai đường, chính xác là 4 đường. Quá đã. Cầu thang thì mình làm bằng cầu thang acacia, nhìn cho nó đẹp hơn. Tầng 3 thì nó như thế này đấy nha các bạn. Đại khái thì sau này nếu có thời gian mình sẽ tiến hành trang trí cũng như là sắp xếp tất cả các đồ đạc vào trong đây đi. Ok, thì tập ngày hôm nay đến đây là quá đủ rồi. Ở trong đây chúng ta có thể ngắm nhìn mọi thứ luôn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ để ủng hộ mình thật là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.